Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Chiến binh Sao Vàng. Hãy cùng chúng tôi đón xem và cập nhật các tin tức bóng đá Việt Nam nổi bật trong 24 giờ qua. Đừng quên like video và theo dõi kênh để đồng hành và cổ vũ nền bóng đá nước nhà. Thanh Nhã ghi bàn khiến ngôi sao của đội tuyển nữ Đức nổi giận. Thưa quý vị, ở trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển nữ Đức và đội tuyển nữ Việt Nam, dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, song các cô gái của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thi đấu kiên cường trước đội chủ nhà Đức. Không chỉ tạo ra khó khăn cho đội bạn, mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung còn ghi được bàn thắng lịch sử vào lưới đội bóng hạng 2 thế giới, với người lập công là Thanh Nhã. Chứng kiến bàn thắng của Thanh Nhã, tiền đạo Laura Freikan không giấu nổi sự bực bội khi chia sẻ trên trang Kicker. Bị thủng lưới thực sự rất khó chịu, chúng tôi chơi thiếu tập trung và thường xuyên chuyền hỏng. Tương tự, nhiều học trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Đức Martina von Stecklenburg cũng không hài lòng với những gì mà cỗ xe tăng thể hiện trước Việt Nam. Đó không phải là cách chơi bóng mà chúng tôi muốn, đội còn rất nhiều điều phải làm, đội tuyển nữ Đức mới chỉ đạt 40% yêu cầu. Thực tế, nếu dựa trên thống kê của SofaScore, những lời phàn nàn của huấn luyện viên Martina von Stecklenburg là có cơ sở. Đội tuyển nữ Đức tung ra 23 cú sút nhưng chỉ có 6 pha dứt điểm trúng đích, trong khi cả 3 cơ hội ít ỏi mà Việt Nam có được đều khiến khung thành đội chủ nhà phải chao đảo. Bên cạnh ý kiến thất vọng về lối chơi đội nhà, nhiều tuyển thủ Đức không quên dành lời khen cho các cô gái Việt Nam ở trận đấu vừa qua, trong đó có tiền đạo Eternam Nicole Anjomi. Trận đấu với Việt Nam cho chúng tôi thấy không thể đánh giá thấp bất cứ đội bóng nào tại World Cup 2023, dù họ là ai đi chăng nữa. Việt Nam chưa phải đội bóng lớn như Anh, nhưng cách họ thi đấu khiến chúng tôi luôn phải ra sân với sự quyết tâm cao nhất. Sau trận đấu giao hữu với Đức, đội tuyển Việt Nam về nước tiếp tục quá trình tập luyện vào ngày 27 tháng 6. Ngày 5 tháng 7, toàn đội sẽ lên đường sang New Zealand. Ở giai đoạn cuối, huấn luyện viên Mai Đức Chung và học trò có hơn 10 ngày luyện tập thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha và New Zealand trước khi chính thức bước vào World Cup 2023.